So với tỷ lệ chung của cả nước thì hiện nay, độ bao phủ vaccine ở các lứa tuổi tại Đà Nẵng có thấp hơn. Sau đợt cao điểm tiêm chủng để bắt đầu năm học mới, thì hiện nay các địa phương tiếp tục triển khai tiêm chủng cho các nhóm tuổi theo hướng dẫn của ngành y tế. Trong đó, tùy theo địa bàn, các quận huyện tổ chức tiêm từ ngày 5 cho đến ngày 30 tháng 9 tại các điểm tiêm chủng tập trung tại các trung tâm y tế quận huyện, các trạm y tế xã phường và một số điểm tiêm lưu động khác để thuận lợi cho người dân đi tiêm chủng. Các quận huyện sẽ tổ chức tiêm mũi 3, buổi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi cơ bản và mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 cho đến dưới 18 tuổi và tiêm mũi cơ bản cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi.